hàng nghìn đôi nhũ tre được ngâm tẩm xử lý bằng lưu huỳnh được cơ sở của ông Cao Anh Khoa ở bản Cây Me, xã Thạch Giám, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cung cấp cho thị trường mỗi ngày. Đũa dùng một lần thường được làm từ các loại tre kém chất lượng như tre non, tre tồn dư nên có khả năng chịu ẩm mốc kém. Vì vậy, đây là cách chống ẩm mốc của cơ sở này. Và mình đưa vào sông lưu huỳnh, nó đỡ mốc, xử lý mốc ấy. Cho nó tẩy trắng mà cho nó đỡ mốc rồi. Cái này xuất đi các nước châu Âu, các nước ví dụ Nhật, với là Mỹ đâu mình cũng xuất đi. Khi bất ngờ kiểm tra, không chỉ bắt quả tang cơ sở này dùng lưu huỳnh để xử lý đũa, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An còn thu giữ 9,1 tấn hóa chất lạ được đựng trong các bao tải có in chữ Trung Quốc. Chưa kể các quy trình sản xuất tại đây đều không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, như công nhân không đeo găng tay, sản phẩm được đặt ngay giữa nền đất trong quá trình đóng gói. Đây chỉ là một trong số rất ít những trường hợp vi phạm về quy trình sản xuất đũa tre bị kiểm tra. Và hiển nhiên, những sản phẩm dạng này đang được lưu thông rộng rãi và bày bán công khai trên thị trường. Để cạnh tranh nhau, nhiều cơ sở sản xuất còn đưa ra mức giá cực thấp, chỉ 100 đồng một đôi, nhằm thu hút đại lý bán lẻ. Trong khi đó, người tiêu dùng hàng ngày vẫn sử dụng loại sản phẩm độc hại này mà không hề hay biết. Theo khuyến cáo từ chuyên gia, do đũa được sử dụng trực tiếp không qua bất kỳ khâu tẩy rửa nào nên nguy cơ người dùng hấp thụ lưu huỳnh rất cao, qua đó dễ bị rối loạn tiêu hóa, thậm chí dẫn đến ung thư. Đã đến lúc người dân nên cảnh giác nếu không muốn trở thành nạn nhân bị đầu độc bởi những sản phẩm vừa tiện lợi nhưng thiếu an toàn. Trong trường hợp này, khi bóc lớp ni lông gói đũa ra, người dân nên gửi trước. Nếu thấy nặng mùi, tức lưu huỳnh đã bị sử dụng quá liều thì không nên dùng. Nếu có nhu cầu, người dân cần chọn loại đũa màu trắng ngà, không đốm đen và bao bì không bị sách tổ. Bên cạnh đó, nên mua một tuần trước khi sử dụng ở những địa chỉ uy tín đã được giám sát về chất lượng.